Đây các bạn, cánh mình đây đã cắt xong hết rồi này, đã điểm vào trong nhà này, rất chi là cao nha. Đây, nó trắng qua thì nó lấy nét nó rất chi là lâu. Đây là nón lớn này, đấy, đây là nón lớn để xài cho cánh cánh lớn này, 2m50. Đây, một đống này. Đấy, mình đã cắt gọn gàng hết rồi. Mình vừa cắt xong cái báo tay này đang mang này. Cái này cắt nó bụi lắm, nên là phải mang bao tay rồi khẩu trang các kiểu để đỡ bị ngứa nha các bạn. Đây là khu vực mình đang làm việc đây. Đây là cánh 1m6 đây. Mình đã ra được 3 bộ. Đây cái bàn cắt đây mình đang để kia, nãy để chỗ này, quạt để chỗ này. Cắt xong rồi nhìn cái quạt nó không có ra được cái quạt nữa rồi. Ra cái gì luôn rồi. Đây. Đấy, mô hình của mình, cái chỗ mình làm nó như vậy đây. Cắt xong là khu này trắng xóa luôn. Nhà phải có đất tí mới làm được, chứ còn không có đồng rộng là khó làm lắm các bạn. Bụi, bụi và nó bụi này nó ngứa lắm. Nó không giống như bụi xi măng các bạn. Này nó có sợi aluminium, sợi thủy tinh nó ngứa lắm. Rồi, đây. Đây là một cánh 1m60. Rất chi là nhiều. Đấy, các bạn cần đến thì... Còn đây là cây điện gió của mình đang quay này. Tuy là nó vướng ngọn cây che rồi đấy, nhưng mà nó vẫn cứ quay tần tần. Đấy, quay cho nó vui, công suất được tí nào hay tí đó thôi. Vì mấy cái ngọn cây bịch đàn kia nó cao quá. Đây, che khuất hết rồi. Ngọn bịch đàn cao so với cánh của mình nên là nó đón gió được ít lắm. Tới đây là dừa này. Đấy, gió thì cũng lay dài như thế này thôi này. Đấy. Rồi. Các bạn cần thì cứ liên hệ mình nhé. Rồi cái này thì mình cắt xong khoảng tầm 10 đến 15 ngày mình mới cân được. Nên là các bạn có đặt trước thì mình chờ 10 ngày gì đó nữa thì mình mới ra được thành phẩm nha các bạn. Như thế này là chưa xong đâu, nó còn phải nhiều thứ nữa. Chứ không phải là như vậy là xong đâu, cái này chỉ là phần thô thôi. Còn nếu như các bạn mà không cần cân á, thì mình chỉ gửi đi như thế này cho các bạn về tự làm lấy, cân lấy thì mình sẽ bớt được cho các bạn mấy trăm ngàn nha. Vì nhiều khi mình cân một bộ cánh, ba cánh nhiều khi mất cả ngày á, nên là rất chỉ là lâu. Vì thứ hai nữa mình tẩy sơn, cái tẩy cái chất chống dính của cánh này nữa, tẩy hết đi rồi mình mới sơn lên lập một lớp sơn cho bảo vệ được bền cho khách hàng nha. Đấy, nên là mình phải tẩy đi xong sơn lớp sơn hai thành phần. Dày cho bảo vệ được bền hơn. Thay vì nó là cũng là composite nhưng mà dưới nước thì nó sẽ được bền so với trên bờ rất chi là dài. Nhưng mà để trên khô thời gian nên là mình phải bảo quản là phải sơn lên một lớp thêm vô cho nó bảo vệ thêm. Để tuổi thọ nó được lâu hơn. Rồi, các bạn mà cần đến cánh thì cứ liên hệ mình. Đây, một cái bãi chiến trường khi mà cắt ra đây các bạn. Đây, thấy không? Đây là bãi chiến trường khi cắt ra đây. Còn nón mình chưa cắt nữa. Đây, nón đây. Một đống nón này. Giờ chuẩn bị cắt luôn đi. Sẵn dơ hết áo rồi các bạn. Bụi không à? Đây, mình đã điểm ra những cái nón này.
đây nha, đây là hai cái úp lại giống như trứng khủng long luôn. Cái loại này là loại nhỏ, còn loại lớn kia nữa, loại này là loại 31 cm, tính từ cắt rồi á, cắt chỗ đường trắng này rồi sang bên kia là 31 cm. Còn có bạn có thể là dùng tới mâm 20-25 thì các bạn ngắn ngắn lại, nhưng mà nó hơi xấu xíu. Đây, cái này thì đang trong khuôn đây. Đấy, cắt ra một đống như này đây. Cái này thì chỉ có điểm bỏ rác thôi, hoặc là đốt bỏ. Đốt bỏ nhưng mà nó cái này rất chi là hôi nha các bạn. Cắt ra một đống rất chi là nhiều. Còn một cái này nữa mình chưa có tháo này này. Đây, một cái chưa tháo này. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cần cái món gì cứ liên hệ mình. Đây là cánh 1m60. Mới ra phần thô. Còn ở bên này thì đang ở trong khuôn đây. Đây là cánh 2m50. Rất chỉ là cao. Đây là nón. Đây là khuôn tấm lá đùi. Đây. Đây là sáu cánh. Đây chỗ này là sáu cánh nữa ở đây. 5 cánh, đây cánh là 6. Cánh lớn này là đang hiện tại là 9 cánh, đang phần thô. Mai bắt đầu mới chuyển qua cắt cắt ba vía nó. Khu làm việc thì chỉ có như thế này thôi. Quay bạc. Làm việc thôi.